Cậu sự xúc động những món quà giá trị. Hồng Loan làm hai việc tốt trong một ngày. Hôm nay khán giả đã vô cùng bất ngờ khi thấy cậu sự xuất hiện trước gần nhà của Hồng Loan. Sau đó Hồng Loan cũng đã đến gặp cậu sự. Hai chú cháu cùng đi mua xe máy cho cậu sự. Như trong buổi livestream cách đây 2 ngày, chị Ni cũng đã tâm sự khi nói về những vấn đề hiểu lầm giữa phía Hồng Loan và phía thám tử Cao, Trang Vina và luật sư Kha. Đến ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết được. Ni nói nếu không còn muốn bênh vực Hồng Loan, chị Ni nữa, nhưng mà cái cách lúc ban đầu đã nói vì yêu thương mà tới, thì nay nếu không thích nữa thì hãy rời đi, chứ đừng đem con nhỏ ra để mà phá hoại kinh tế của nó. Có một chuyện nay Ni cũng nói luôn, anh Sử đã gọi điện cho Ni và nói lời cảm ơn vì Ni cùng với Hồng Loan hứa mua xe cho anh Sử. Mớm không nói điều này cho Ni biết luôn, anh Sử gọi điện cho Ni mới biết bé mớm nó mua xe cho ổng. Nó thương lo cho người khác như vậy, không đủ tốt sao mà là cứ đem con nhỏ ra mà nó biết vậy. Và trong ngày hôm nay, mặc dù Hồng Loan đã hẹn với cậu Sử ở một địa điểm rất xa, nhưng những anh em YouTuber vẫn bắt được khoảnh khắc hai chú cháu đi mua xe. Hồng Loan và cậu Sử ghé vào một tiệm gần nhà mình. Cô và cậu Sử lựa một hồi, nơi đây nói giá cao quá, Hồng Loan và cậu Sử đã đi đến tiệm thứ hai. Lần này xe cũ không đẹp, cậu Sử không ưng ý. Hồng Loan và cậu Sử tiếp tục đến tiệm thứ ba. Lần này cậu Sử đã chấm chiếc xe màu đỏ tay ga, hiệu Vitara đã qua sử dụng nhưng cũng trên 90%, giá 46 triệu, bao sang tên là 50 triệu đồng. Cậu Sử cứ nghĩ mình thích là vậy, nhưng không nghĩ rằng Hồng Loan sẽ mua chiếc xe có giá trị này cho mình. Khi Hồng Loan chốt cho cậu chiếc xe mà cậu ưng ý, cậu Sử và hai anh em YouTuber cũng rất ngạc nhiên vì giá trị quá cao. Hồng Loan lại không hề chần chừ. Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, Hồng Loan tạm biệt cậu Sử và nói cậu có rảnh thì cứ về nhà mình thắp nhang cho ba cô, còn mình có công chuyện và cô đi trước. Mọi thủ tục giấy tờ xong, cậu Sử cũng đã đến nhà Hồng Loan thắp nhang cho nghệ sĩ Vũ Linh. Sau đó cậu cũng có buổi trò chuyện với anh em YouTuber trước nhà Hồng Loan. Ai cũng nói không nghĩ Hồng Loan lại tốt với cậu Sử quá, cứ nghĩ sẽ mua cho cậu Sử xe khoảng 10 mấy triệu đổ lại. Cậu Sử cũng xúc động nói bây giờ cậu không nghi ngờ gì tình thương của mớm. Cậu cũng nhắn tin gửi lời cảm ơn Hồng Loan. Khi được hỏi vậy chiếc xe kia cậu sẽ bán hả cậu, cậu Sử nói xe kia vẫn giữ lại để làm kỷ niệm, vì lúc còn anh Năm nhiều lần đã kêu cậu bán xe đó nhưng mà cậu không có bán. Bây giờ có 2 chiếc xe, có lẽ chiếc cũ cậu dành để chạy xe bán kẹo kéo, còn chiếc này cậu sẽ giữ kỹ, có công chuyện đi, chiếc xe của Hồng Loan nhìn cậu sẽ có giá trị hơn. Sau nhiều mâu thuẫn trước đây giữa cậu Sử và gia đình Hồng Loan thì cuối cùng Hồng Loan vẫn là người biết lo nghĩ cho gia đình dòng họ của cha mình, như là cái cách mà cha cô lúc sống cũng đã từng làm, lo lắng hết cho họ hàng. Ngay đến cô lại cái nặng trên vai trách nhiệm đó, và đó là điều mà khán giả bây giờ đã thấy ở Hồng Loan. Không chỉ là một việc ý nghĩa đưa cậu Sử đi mua xe, mà trong ngày hôm nay Hồng Loan tiếp tục làm một việc vô cùng ý nghĩa nữa. Đó là sau khi chia tay cậu Sử, Hồng Loan đã đến địa điểm shop thứ ba của mình ở Bình Chánh. Cô đã mua hơn 200 lốc nước lọc để chuẩn bị cho chuyến từ thiện sắp tới vào ngày 25 tháng 4 này của mình dành cho bà con Bến Tre. Tại shop mới, anh em YouTuber cũng đã vô tình gặp lại Hồng Loan tại nơi đây. Mọi người nói không phải mình và Hồng Loan đang diễn cho khán giả xem, mà đây là sự tình cờ anh em đến đây, sau đó Hồng Loan mới đến và mới biết Hồng Loan có hỗ trợ bà con miền Tây. Một trong số anh em cũng hỏi Hồng Loan khi thấy video Hồng Loan cùng cậu Sử đi mua xe, Hồng Loan có thể giải thích về chuyện này không? Cô cũng đã nói hỗ trợ cho cậu Sử, có thể chia sẻ cái vấn đề gọi là vui vui đấy không? Không, cái này thì anh nghĩ là đến giờ em chia sẻ rồi. Em không có trơn, em cũng muốn mầu muốn con là con có quà nhỏ nhỏ tặng cho chú ngô để chú là kỷ niệm để mà lo kinh có cuộc sống với lại có phương tiện để lo đi làm cho nó dễ, chứ xe chú cũng hiền thấy hoài. Hồng Loan nói rằng ý định giúp cậu Sử là đã có dự kiến từ lâu lắm rồi, nhưng nhờ chuyến đi diễn Úc vừa rồi cô đã nhận rất nhiều tình yêu thương của khán giả bên Úc. Cô đã trích ra một phần để mà giúp đỡ cậu Sử. Đây chỉ là một chút quà nho nhỏ của cô để cho cậu Sử làm kỷ niệm mà thôi. Hồng Loan nói rằng mình mà có tiền thì cũng sẽ giúp đỡ bà con trong gia đình mỗi người một ít. Qua cuộc phỏng vấn lần này của anh em YouTuber, không biết bên cô Sáu và cô Lành sẽ nghĩ gì
hay là sẽ nói Hồng Loan đang diễn, vì sắp tới ngày khai trương mỹ phẩm mới của Hồng Loan. Nó muốn lấy lòng thương từ khán giả, có lẽ là phải lắm, nhưng để biết thật sự Hồng Loan có diễn hay không thì quay ngược lại thời gian. Khi tin nhắn của con cô Sáu lộ ra, khi ba Hồng Loan bị bệnh gần sắp chết, Hồng Loan đã nhắn tin mượn tiền con cô Sáu, cho cô mượn 1 triệu đồng để cô mua cá phóng sanh cho cha. Và mới đây chị Ni cũng đã nói trong livestream, Hồng Loan đi qua Úc mua rất nhiều đồ cho anh em trong nhà, mua đồng hồ cho Bùm Bùm, mua giỏ sách cho Mỹ Mỹ, mà gọi điện về hỏi mày thích giỏ này không. Khi Mỹ Mỹ đồng ý, cô mới mua. Đến khi thấy một chiếc đồng hồ trên kệ rất đẹp, định mua cho mình, nhưng giá cao quá, cô đã không mua. Ni thấy vậy đã mua tặng cho Hồng Loan. Vậy mớm, sống có tình có nghĩa không mọi người? Như vậy, nói Hồng Loan diễn cho khán giả xem, để lấy lòng thương, có lẽ không đúng. Mới đây, cũng đã xuất hiện một video nữa, hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh từ phía sau và tướng đi của Hồng Loan từ phía sau. Ai cũng bình luận quá giống. Vậy có thể nói Hồng Loan không chỉ giống về ngoại hình cha cô, mà cả tính cách cũng rất giống cha mình. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh rất thích làm từ thiện. Có những bài báo từng viết, nghệ sĩ Vũ Linh đã cứu trợ bà con bị trận hỏa hoạn tại thành phố, phát gạo mì gói dầu ăn và xây vô số cây cầu cho bà con miền Tây. Và nay Hồng Loan có một chút dư giả, cũng đã làm việc thiện, như cái cách cô đã phát gạo trên Hoa Viên Bình Dương nhân ngày lễ Vu Lan. Và đây cũng là bài phỏng vấn cách đây rất lâu, cô Sáu đã nói về anh trai của mình, là minh chứng rằng Hồng Loan rất thương dòng họ của cha mình. Anh Vũ Linh không bao giờ phô trương, làm chuyện gì cũng âm thầm, từ xưa đến giờ. Điều vậy, anh Linh đã ra nước ngoài chơi, nếu tình cờ gặp bầu xô, người ta mời diễn guest star cỡ nào anh ấy cũng không nhận. Anh Linh không kiêu căng, không phách lối, nhưng anh nghĩ đi chơi là đi chơi, anh Linh chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tiền bạc. Cô Sáu cho biết thêm, cũng theo lời kể của em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Hoàng Cả Lương Hồ Quảng ngày nào là người thường xuyên làm từ thiện, nhưng chưa bao giờ khoe khoang trên báo hay với bất kỳ ai. Có những việc chỉ hai anh em nghệ sĩ Vũ Linh, cô Sáu biết với nhau. Cứ có báo thấy hoàn cảnh nào khó khăn, anh Linh lại tìm tới tận nơi giúp đỡ. Có lần anh Linh có báo thấy một cậu bé nhà nghèo bị xe tải cán gãy chân, anh rủ tôi đi thẳng vô viện gặp trực tiếp cậu bé và bác sĩ. Một ngày anh bồng một bé gái xinh xắn về nhà và báo với mọi người đó là con anh. Anh đặt tên cho cô bé là Hồng Loan. Lúc đầu mọi người nghĩ chắc Vũ Linh ăn ở với cô gái nào nên có con rơi con rớt, bởi Hồng Loan có nhiều nét giống người chị hai đã mất lúc nhỏ và cả em gái Vũ Linh. Nhưng hỏi ra mới biết anh động lòng trước ẩn mà xin cô bé về làm con nuôi. Mẹ của Hồng Loan năm ấy mới 16 tuổi, bị anh rể dụ dỗ. Bà ngoại đòi bỏ cháu vì sợ mang tiếng. Vũ Linh biết chuyện, liền xin cô bé về nuôi. Tiếng là con nuôi, nhưng tình cảm gắn kết không khác gì ruột thịt. Hồng Loan càng lớn càng xinh, cô bé lễ phép và yêu thương ông bà, cô dì, chú bác như ruột thịt của mình. Cô Sáu nhớ lại, Hồng Loan có phước lắm, cả nhà từ mẹ tôi tới anh bốn, anh năm ai cũng thương nó. Ngược lại Hồng Loan chưa bao giờ kiêu căng, kể mình là con anh Vũ Linh mà có thái độ không đúng với mọi người. Hồng Loan biết trên biết dưới, sống nghĩa tình. Có lẽ nó ảnh hưởng từ tính cách của cha là anh năm Vũ Linh.